Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng 26 tháng 6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ mùng 10 đến 12 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù. Sau đó, ông Đỗ Hữu Ca làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo gửi tới Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho rằng bản án sơ thẩm 10 năm tù với mình là quá nặng nề, khắc nghiệt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Hữu Ca trình bày không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức, chủ công ty cổ phần Khánh Dung. Khi Trương Xuân Đức và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh mang tiền đến nhà, ông ca nghĩ đó là tiền để mang đi khắc phục hậu quả hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước của Đức. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cho rằng Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hiểu nhầm lời tư vấn của mình, coi đó là tiền mang đi chạy tội. Ông ca cũng tự nhận không làm công tác chuyên môn gần 20 năm, đã về hưu 5 năm, không cập nhật những quy định mới nên tư duy pháp luật lỗi thời, lạc hậu, không hiểu được sự chuyển hóa của tội phạm. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình, làm mặc nhiên chấp nhận ý chí trại án của vợ chồng Đức dù không đồng ý không có ý thức chiếm đoạt. Bị cáo Đỗ Hưu Ca đề nghị tòa án nhân dân cấp cao xem xét bối cảnh và ý thức chủ quan, bị cáo không vụ lợi, không hưởng quyền lợi gì, không gian dối, không mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ để vợ chồng Đức mang tiền đến nhà mình. Bị cáo mong được khoan hồng để có điều kiện về nhà chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến năm 2021, Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty. Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc công an Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, ông ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và nhận 35 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng ý với bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên 10 năm tù thì bị cáo Trương Xuân Đức cũng lĩnh 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức là 9 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên 18 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt 4 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng, 6 năm 6 tháng tù. Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ thuế huyện Cát Hải, 4 năm 6 tháng tù với tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.